Máy chạy bộ điện Elipio đẹp chuẩn nét, động cơ vượt trội, nâng đỡ bước chạy cực êm với hệ thống 4 lò xo, 6 đệm cao su giảm sốc. Elipio sở hữu động cơ mạnh mẽ 2.5 HP, vận tốc chạy lên đến 17 km/h. Trang bị thêm các chức năng đầu rung, massage, thân tập gập bụng, tạ tay. Khung máy chế tạo bằng thép cao cấp, bít tông thủy lực dễ dàng gấp gọn máy. Kết nối thông minh với điện thoại để phát nhạc cực sôi động, là sản phẩm đa năng chăm sóc sức khỏe toàn diện được mọi gia đình khao khát sở hữu nhất hiện nay. Giao hàng miễn phí mọi lúc mọi nơi, bảo hành lên đến 5 năm, bảo trì trọn đời. Giá bán chỉ có 9.850.000 đồng. Tặng kèm quà tặng hấp dẫn bao gồm một bộ lau nhà Omega Clean 360 độ trị giá 269.000 đồng, một máy massage cầm tay Elite trị giá 560.000 đồng, máy chạy bộ điện Elite Kio, thương hiệu Elite uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam.